Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Phần còn lại trong chương trình này thì chúng tôi xin được tiếp tục trình bày với quý vị về cái đề tài của ung thư buồng trứng. Phần trước chúng tôi đã nói về cái ung thư buồng trứng như thế tạo ra bằng như thế nào. Chúng tôi xin được nói thêm, xin nhờ bác sĩ Khải Tiêu nói thêm về vấn đề cái ung thư buồng trứng, những cái người tiếp tục nói thêm về những cái người nào dễ bị ung thư buồng trứng, và nếu mà được thì bác sĩ nói thêm về cái ung thư buồng trứng làm sao người ta định ra bệnh và cách chữa trị như thế nào và cách phòng ngừa như thế nào, bác sĩ Khải. Dạ, thì cái nhóm bệnh nhân thì cũng nhắc rồi, đó là thứ nhất đó là lớn tuổi, thứ nhì là không có con, thứ ba thì có kinh sớm quá, mãn kinh trễ quá, nó có một nhóm bệnh nhân nó liên quan về cái chất mỡ của mình, so béo phì, thì cũng có thể tăng cái nguy cơ bị ung thư buồng trứng và ung thư tử cung nữa. Smoking, hút thuốc có thể tăng cái nguy cơ bị ung thư buồng trứng mà có thể tăng cái nguy cơ bị ung thư cái cổ tử cung nữa. Cái nhóm bệnh nhân mà bị di truyền cái BRCA 1, 2, cái Lynch syndrome, mấy cái loại di truyền, so nó cũng tăng cái nguy cơ bị ung thư buồng trứng. Ngừa thì mình có sơ nói qua, đó là cắt cái ống dẫn trứng, không phải cắt buồng trứng, cắt cái ống dẫn trứng, uống thuốc ngừa thai, bệnh nhân nào có bầu cho bé bú, thì mấy cái phần đó nó sẽ hạ cái nguy cơ hay là prevention của cái ung thư buồng trứng. Mà nếu mà mình focus về cái nhóm bệnh nhân mà có di truyền đó, cái này rất là controversial. So nếu mà mình có di truyền bị ung thư buồng trứng, ung thư ngực, là nghĩa là mình có cái gene BRCA1, BRCA2 đó, là quý vị tưởng tượng đó là nếu mình có cái gene này, cái nguy cơ mà bị ung thư buồng trứng đó có thể đã tăng lên tới 40-60%. Wow. 40-60%. So may mắn là trong cái nhóm bệnh nhân người Việt Nam thì nó cũng hiếm, bệnh nhân Do Thái thì nhiều hơn. Mấy bệnh nhân nổi tiếng nhất bị cái gene này thì cái người tài tử Angelina Jolie. Yeah, Angelina Jolie. Thì cái nó có cái gene này. So nếu mà mình có cái gene này, mình muốn ngừa ung thư buồng trứng thì mình phải cắt cái buồng trứng bỏ. Wow. Tại vì nhớ là 40-60%, không thể nào một người bệnh nhân có tin nhận được cái tin đó mà yên tâm giữ cái buồng trứng, so mình phải cắt cái buồng trứng bỏ, so phải cắt buồng trứng bỏ mà cũng liên quan về ngực nữa, cũng 40-60% có thể tăng cái nguy cơ bị ung thư ngực luôn. Wow. So bệnh nhân này nó rất khổ là tại gặp cái hoàn cảnh là phải thường là phải cắt bỏ mấy cái này. Nếu mà mình chưa có con đó, tại vì nếu mà cắt buồng trứng thì không có bầu được, không có con được, thì cũng có một nhóm bệnh nhân sometime người ta ráng cho có bầu càng sớm càng tốt, nên là sau khi người ta cắt cái buồng trứng bỏ, nếu mà cái tuổi còn trẻ, sometime người ta giữ cái trứng lại, sau khi cắt cái buồng trứng thì mình cũng còn trứng để mình để trong tủ lạnh đi, rồi sau khi này có thể là mình làm thụ thai nhân tạo. Sau khi đó là mấy cái cách để ngừa ung thư buồng trứng. Nếu mình nói sơ qua cái triệu chứng nữa, là cái triệu chứng của ung thư buồng trứng là rất là non-specific, nghĩa đó là cái chữ đó là mình nói là cái triệu chứng này mình khó khám phá ra. Tại vì mình đau bụng ăn uống cũng như là ăn đau bao tử đau bụng thì cũng có thể khó tiêu. Yeah, khó tiêu rồi nó cũng giống cái triệu chứng này, rồi đầy hơi, bụng to, đau bụng, kinh nguyệt ra bất thường, hay là ra máu bất thường sau khi mãn kinh, rồi mấy cái này cũng là mấy cái triệu chứng mình nên đi khám. Tại vì sometime cái buồng trứng, ung thư buồng trứng nó rất khó khám phá ra là tại cái triệu chứng nó không có specific. Ngực thì mình có cái mammogram, cổ tử cung thì mình có cái pap smear, tử cung thì mình có thể mình làm cái biopsy được, mà buồng trứng mình dựa về thử máu, dựa về cái triệu chứng, dựa về siêu âm nó cũng không có rất là chính xác. Bởi vậy thường người bệnh nhân nào bị ung thư buồng trứng là cái độ đó nó cao rồi, cái stage thường nó cao. Mà nó có triệu chứng là nó hơi trễ rồi, bác sĩ Khải. Dạ, ha. Dạ đúng. Thật sự ra mình cũng chia sẻ đây, mình có cũng 2-3 người bệnh nhân, có lẽ là hơn 2-3 người bệnh nhân, nhưng mà trong thời gian khoảng chừng thời gian gần đây mình có 2-3 người bệnh nhân bị ung thư buồng trứng, và cái đến lúc mà mình biết họ bị ung thư buồng trứng nó đến là lúc đó nó đến cũng khá nhanh. Tuy nhiên mình đến lúc mà mình thấy nó khá nhanh, thật sự lúc đó nó đến lúc mình
tìm ra thì nó đã thời kỳ thứ ba, thứ tư rồi, tức là nó đã phát ra rồi. Thì những cái người này họ khi họ đến văn phòng thường thường là lúc đó họ bị cái bụng họ phình. Cái bụng họ phình, có nước ở trong bụng, chân bị sưng. Thì cứ như quý vị biết là khi những cái triệu chứng mà chân sưng, bụng phình á, cái triệu chứng đó nó có thể là gây ra bởi thận suy, bởi gan suy, bởi tim suy, bởi và trong một số trường hợp là bị ung thư. Thì nó, nếu mà ung thư mà nó dính vào trong, dính dáng vào trong cái thành bụng của chúng ta thì nó cũng có thể nó gây ra bởi ung thư, nó làm cho giữ nước trong bụng nhiều. Thì sau khi mà thử nghiệm ra thì thấy thận bình thường, gan không đến nỗi, tim cũng bình thường. Thì đi chụp hình CT scan mới thấy là ung thư nó chi chít ở trong bụng. Lúc đó mới loại ra và mình thử cái CA125, một CA125 giống như bác sĩ Khải nói đó. Thử ra thì lúc đó nó lên tới mấy trăm. Lúc đó mình mới biết là người bệnh nhân này bị ung thư buồng trứng. Và thì bác sĩ Khải, nếu mà trong trường hợp mà mình phát hiện ra trễ thì hoặc là mình phát hiện ra ở thời kỳ sớm thì mình làm được cái gì, và thời kỳ trễ thì mình làm được cái gì, bác sĩ Khải? Cái ung thư buồng trứng đó thì cái nhắc với thính giả điểm thứ nhất này là nếu mình có bú trong buồng trứng, mình nghi ngờ ung thư buồng trứng, mình không bao giờ mình biopsy được. Sở chỉ cái ung thư buồng trứng là không biopsy, ung thư ngực, ung thư tử cung hoặc là cổ tử cung mình biopsy mình bấm được, mà ung thư buồng trứng là cái lời khuyên mình không có biopsy. Tại sao vậy? Nếu mà cái đó là ung thư đó nó nằm trong cái túi, nếu mà còn trong cái buồng trứng đó nó chưa có ăn ra cái tường đó thì là còn độ số 1, dễ chữa. Okay. Nếu mà để cái kim vô nó bể cái chất nước á là chạy lung tung, nó lan ra trong bụng thì nó okay. mình là nó tăng, nó kêu một upstage, cái độ nó cao hơn. Cái đó nó hại cho người bệnh nhân. Nếu mà mình sợ mình bị ung thư buồng trứng đó thì thường đó mình phải giải phẫu, mình lấy cái buồng trứng nguyên ra. Rồi sau khi đó bác sĩ chuyên khoa sẽ xẻ ra từ lớp rồi tìm hiểu thêm cái rõ ràng bị ung thư hay là không. Bệnh ngoài đó mình rõ ràng mình biết bị ung thư rồi đó, thì cái người bệnh nhân này đó là cái quan trọng nhất là nó kêu bằng staging. Debulking and staging. Debulking and staging nghĩa đó là mình dựa vào cái sự giải phẫu để mình clean ra cho nó sạch hết mấy cái tế bào này. Cái tế bào mình còn thấy được đó, okay, là cái chất chemo phóng xạ là nó khó chữa nhất. Cái tế bào nào mà còn nhỏ mình không lấy ra được đó thì cái chất chemo nó sẽ thành công hơn. Phải mổ bỏ tử cung, cái bỏ buồng trứng, bỏ ống dẫn trứng, bỏ cổ tử cung, thử bỏ, thường ta bỏ cái ruột thừa, mấy cái mỡ xung quanh, thử mấy cái hạch, cái đó là complete staging debulking. Rồi sau khi đó rồi người ta cho cái độ ung thư 1, 2, 3, rồi mình sẽ dựa về cái chất chemo để mình chữa. Thì cái chemo nó sẽ thành công hơn là tại mình không có còn cái bulk disease, nghĩa là cái tế bào ung thư mà mình còn thấy được. Thì ung thư buồng trứng là bắt buộc phải mổ bỏ hết rồi, thì mình phải xài chemotherapy. Vậy bác sĩ Khải, trước khi chúng ta chuyển sang chương trình, bác sĩ Khải có lời khuyên đặc biệt nào cho những người bệnh nhân chúng ta phải làm cái gì, có cái gì chúng ta làm để mà giảm thiểu cái nguy cơ bị bệnh ung thư buồng trứng của bác sĩ? Ung thư buồng trứng thì một cái ung thư rất khó khám phá ra nhất, mình không có cái test nào mà giống pap smear hay là mammogram. Mà cái lời khuyên bác sĩ gia đình, bác sĩ sản phụ khoa đó là mình đi khám hàng năm. Nên đi khám hàng năm, tại vì sometimes mình có cái bú mà mình biết cái bú đó biết sớm đó, thì có thể mình thử máu rồi mình tìm hiểu thêm sớm hơn. Nhớ khám hàng năm không phải là pap smear không, mà khám hàng năm, khám bằng tay, dựa vào siêu âm mình có thể mình khám phá ra thêm coi cái tử cung hay là buồng trứng mình có bú hay là không. Rồi cái đó là có thể giúp cho mình nếu mà phát hiện cái ung thư buồng trứng thì được sớm hơn, dễ chữa hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Cam Khải Tiêu đã trình bày một cách rất là rõ ràng về vấn đề nang buồng trứng và ung thư buồng trứng. Thì chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng và bác sĩ Cam Khải Tiêu, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hy vọng lần tới chị Julie sẽ không chạy trốn anh em chúng tôi, không bỏ rơi hai bác sĩ nữa. Và xin chúc quý vị một đêm ngủ thật an lành, và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.